Chiều qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17 khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Hội nghị tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung ban chấp hành và chuẩn bị chương trình, nội dung nhân sự cho Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn biểu dương những nỗ lực cố gắng của hội viên, doanh nghiệp toàn tỉnh trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tỉnh Hưng Yên có trên 12.000 doanh nghiệp, nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ, chưa có sự bứt phá mạnh. Hàng năm, lãnh đạo tỉnh đều tổ chức nhiều hội nghị để tiếp thu những kiến nghị thắc mắc của doanh nghiệp, qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Thời gian tới, các hội viên Hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. Có khát vọng lớn làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội, cũng như có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng để lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Hiệp hội cần khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026.